Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tiến tới Cúp Truyền hình 2016. Chương trình rất hân hạnh được công ty cổ phần Tôn Đông Á cùng đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày mai lúc 8 giờ sáng thì cuộc đua xe đạp toàn quốc trên Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 mang tên Non Sông Liền Một Giải sẽ chính thức khai mạc và thi đấu chặng đầu tiên tại Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Ngay lúc này đây thì tất cả các đội đã tề tụ tại thủ đô để chuẩn bị cho giờ xuất phát. Còn ban tổ chức và cùng tất cả các bộ phận chuyên môn khác cũng đã hoàn thành tất cả những phần việc của mình để chuẩn bị cho cuộc hành trình, cuộc đua lớn nhất trong năm của xe đạp đường trường Việt Nam, cuộc đua Cúp Truyền hình. Mười ba đội tham dự cuộc đua Cúp Truyền hình năm 2016 đã có mặt đầy đủ tại thủ đô Hà Nội. Nếu như các đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh, Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang, Dược Domestico Đồng Tháp và Quân khu 7 đã đến Hà Nội vài ngày trước, thì sáng nay các ekip như Vĩnh Long, BTV Bình Dương, Bến Tre, Cần Thơ sau thời gian tập huấn tại các tỉnh thành lân cận chỉ mới đến thủ đô. Do đã kết thúc quá trình tập nặng, cộng thêm thời tiết Hà Nội những ngày vừa qua có mưa phùn, nên trước giờ khai cuộc các đội chỉ tập nhẹ với rulo ngay trong khách sạn. Trong số các đội nói trên thì mỗi đội đều có những tay đua trẻ hứa hẹn sẽ làm nên bất ngờ ở cuộc đua năm nay. BTV Bình Dương với gương mặt đáng chú ý là Nguyễn Minh Việt, tuyển thủ của đội tuyển trẻ quốc gia từng gây bất ngờ với việc mặc áo vàng đến hết chặng đua đồng đội tính giờ tại Nha Trang một năm trước. Đến cái truyền hình này là năm nay cũng là như là năm thứ hai của em tham dự cái truyền hình. Em năm ngoái em đã từng được mặc mấy chặng áo vàng liên tục nên năm nay em đặt ra thành tích cho em đó là cố gắng đạt được thành tích như năm ngoái hoặc là sẽ vượt trội hơn năm ngoái. Nếu như xe đạp Bình Dương có Nguyễn Minh Việt thì Vĩnh Long dù vắng mặt hai tay đua từng mặc áo vàng chung cuộc là Hồ Văn Phúc và Bùi Minh Thụy vẫn có những tay đua xuất sắc nhất của mình trong cuộc đua năm nay là Nguyễn Hoàng Sang và Hồ Hoàng Sơn. Giải cúp truyền hình là một giải rất là uy tín, một giải lớn của năm. Đội em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và em là một vận động viên nên cũng rất là háo hức và phấn khởi để chuẩn bị vào ngày mai. Sáng ngày mai, cuộc đua chính thức khai diễn với chặng ski 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, một chặng đua quen thuộc và là sàn diễn cho những tay đua chuyên về nước rút. Giờ khai cuộc đã đến, cuộc đua lớn nhất trong năm của xe đạp đường Trường Nam luôn mang đến sự háo hức, mong chờ cho các tay đua. Em luôn mong chờ vào cái giải cúp truyền hình vì giải này mang đến tên tuổi vận động viên và khẳng định vị trí mình trong làng xe đạp Việt Nam hiện nay. Em rất là phấn khích khi trở về đây và thi đấu cho một sân áo của mình. Một năm trước, Lê Nguyệt Minh của Thành phố Hồ Chí Minh là người thắng chặn khai mạc tại Hồ Hoàn Kiếm. Năm 2016 này, cuộc cạnh tranh cho giải áo xanh càng quyết liệt hơn khi làng xe đạp đường trường xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới, có khả năng thi đấu nước rút cực tốt. Nên chặng thứ nhất với 25 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, sáng ngày mai càng thêm khó đoán. Thưa quý vị và các bạn, một ngày trước khi khai mạc thì ban điều hành cuộc đua, ban trọng tài và các huấn luyện viên của các đội đã có một cuộc họp hết sức là quan trọng. Đây cũng là cuộc họp thông lệ hàng năm ở tất cả các cuộc đua cúp truyền hình. Ban trọng tài, ban chuyên môn và ban điều hành cùng các huấn luyện viên sẽ rút lại những vấn đề quan trọng trong chuyên môn thi đấu của 19 chặng tại cuộc đua cúp truyền hình năm 2016 này. Trước khi bắt đầu chặng đua đầu tiên, sáng nay tại khách sạn Phan Hoàng Đỏ, ban điều hành cuộc đua cùng ban trọng tài đã tiến hành cuộc họp chuyên môn với sự tham dự của các huấn luyện viên trưởng thuộc 13 đội đua. Đến tham dự cuộc họp với ban tổ chức có ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam, cùng ông Nguyễn Ngọc Vũ, tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam và toàn bộ lực lượng trọng tài tham gia điều hành cuộc đua. Ông Lê Văn Phú, phó trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban điều hành cuộc đua đã chủ trì buổi họp chuyên môn, nhắc lại mục đích ý nghĩa của cuộc đua năm nay và yêu cầu tất cả các thành viên tham gia đoàn tuyệt đối tuân thủ điều lệ, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn cũng như sự điều hành của ban tổ chức. Theo chương trình thi đấu đã được thống nhất, ban tổ chức có nhiều hoạt động bên lề nhằm giúp cho các vận động viên trẻ và các thành viên trong đoàn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua các địa danh
và di tích lịch sử nơi đoàn đua đi qua. Ngoài ra, sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng với nhà tài trợ Tôn Đông Á. Về phần mình, lực lượng trọng tài cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trong việc điều hành đường đua, đảm bảo yêu cầu chuyên môn và nâng cao tinh thần thi đấu trung thực, fair play trong suốt lộ trình thi đấu. Lễ khai mạc và thi đấu chặng 1 tại Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, HTV Thể thao và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 10 tây tháng 4. Ngay sau khi kết thúc chặng đua, ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích tốt nhất của chặng 1. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là tất cả các công việc của ban tổ chức, ban điều hành, ban chuyên môn và các bộ phận cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ giờ xuất phát. Quý vị và các bạn hãy đón theo dõi buổi lễ khai mạc cũng như là thi đấu chặng 1 của cuộc đua Cúp Truyền hình 2016 này vào lúc 8 giờ trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ truyền hình trực tiếp chặng 1 của cuộc đua. Và chương trình tiến tới Cúp Truyền hình năm 2016 cũng xin được nói lời chia tay đến quý vị và các bạn. Tại khung giờ này, kể từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 sẽ là chương trình Nhật ký đường đua. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được cảm ơn công ty cổ phần Tôn Đông Á đã đồng hành cùng Cúp Truyền hình 2016. Xin được tạm biệt đến quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình khác.